VietJack hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app tải ngay app VietJack. Sau đây sẽ là bài tập số 2. Bài tập này liên quan đến quy đổi các đơn vị đo. Nào, đề bài yêu cầu viết số thích hợp vào trụ trống. Ở phần A thì người ta muốn chúng ta quy đổi từ dm khối về cm khối. Còn phần B thì ngược lại. Vậy đối với bài toán này thì rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ áp dụng cho cô cách quy đổi là gì? 1 dm khối thì bằng 1000 cm khối. Vậy nếu đổi từ dm khối là đơn vị lớn hơn sang cm khối là đơn vị bé hơn thì chúng ta sẽ nhân với 1000. Còn ngược lại từ cm khối về dm khối chúng ta chia cho 1000, được chưa nào? Rất là dễ. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cho cô thực hiện phần A trước. 1 dm khối bằng bao nhiêu cm khối thì cô vừa nói rồi. Bằng 1000, đúng không nào? Tiếp theo, 5,8 dm khối. Muốn đổi về cm khối chúng ta nhân với 1000 và dấu phẩy của cô sẽ dịch chuyển sang phải 3 chữ số, đúng không nào? Nhân với 1000. Vậy cô sẽ có là gì? 5800 cm khối. Cái này các con học rất là nhiều rồi. Tiếp theo, 375 dm khối. Đổi sang cm khối chúng ta nhân với 1000. Vậy viết thêm cho cô mấy chữ số 0? 3 chữ số 0 vào bên phải, đúng không nào, của số đó. Rồi, 4/5 dm khối. Nào, 4/5 dm khối thì chúng ta nhân với 1000, đúng không nào? Thì cô sẽ có là gì? 4000 trên 5 cm khối. Và 4000 mà chia cho 5 chúng ta ra 800, đúng không nào? Cm khối. Đó, đây chính là câu A. Câu B ngược lại đổi từ cm khối về dm khối thì cô vừa nói là chúng ta phải chia cho 1000. Nào, câu đầu tiên 2000 cm khối đổi về dm khối, cô chia cho 1000. Vậy cô ra kết quả là 2 dm khối. 490.000 cm khối. Chia cho 1000 thì bỏ 3 chữ số 0 ở phía bên phải của số đó đi, đúng không nào? Vậy cô có 490 dm khối. Tiếp theo này, 154.000 cm khối. Đổi về dm khối cô chia cho 1000. Vậy cô có 154 dm khối. Và cuối cùng 5100 cm khối. Nào, 5100 mà chia cho 1000. Vậy cô sẽ được kết quả là 5,1. Đúng không nào? Đó, rất là dễ. Vậy là cô và chúng ta đã hoàn thành xong được bài tập cuối cùng trong phần hôm nay rồi. Hôm nay thì cô đã chỉ cho chúng ta biết các đơn vị đo thể tích của một hình, đó là cm khối và dm khối. Đây là hai đơn vị mới mà chúng ta được học hôm nay. Thì có một cái điều đặc biệt là các con phải ghi nhớ cho cô cách quy đổi từ đơn vị dm khối về cm khối thì như thế này, và quy đổi ngược lại thì sử dụng phép tính chia cho cô, đấy chưa nào? 1 dm khối bằng 1000 cm khối nhá. Về nhà thì các con sẽ ôn lại toàn bộ phần kiến thức hôm nay cô đã hướng dẫn, cũng như là các bài tập mà cô đã chỉ cho chúng ta để chúng ta nắm chắc cho cô liên quan đến cm khối và dm khối. Hẹn gặp lại các con ở những bài học lần sau. Xin chào. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.